Dân mạng Philippines thừa nhận Philippines còn xa mới theo kịp Việt Nam khi xem video so sánh sức mạnh vũ khí quốc phòng giữa hai nước. Quý vị và các bạn thân mến, một vlogger Philippines đã làm một video so sánh sức mạnh tên lửa phòng không giữa Việt Nam và Philippines. Theo đó thì tác giả Philippines này chia sẻ rằng Philippines và Việt Nam là những quốc gia thân thiện, đều là thành viên của quốc gia Đông Nam Á. Hai nước đều đang hứng chịu những mối đe dọa từ Trung Quốc liên quan đến vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông. Vì vậy, cả hai nước Việt Nam và Philippines tăng cường phòng không và phòng thủ bờ biển để ngăn chặn sự xâm nhập của Trung Quốc, đã liệt kê một loạt danh sách các loại tên lửa trong biên chế của hai nước để khán giả xem. Việt Nam nổi bật với hệ thống phòng không tầm xa có S-300, tầm trung có Spider, S-125 Petura và Buk M-2. Tầm gần thì có tên lửa Vauvai A-72, tên lửa A-89, lắp đặt trên các xe khung gầm bánh xích. Hệ thống tên lửa Panzer S-1. Ngoài tên lửa thì Việt Nam còn có pháo phòng không 23 ly ZSU-232 đặt trên xe bánh lốp. Có thể nói hệ thống phòng không của Việt Nam tầng tầng lớp lớp, tuy nhiên khi ngó sang Philippines thì lại khá là hạn chế. Hệ thống phòng không tầm ngắn có Mistral-1, loại tên lửa vác vai của Pháp, có khả năng đối phó với máy bay và tên lửa tầm ngắn. Tầm trung thì họ cũng sẽ sử dụng tên lửa Spider nhập khẩu từ Israel giống như Việt Nam. Còn phòng không tầm xa thì vẫn chưa có. Có lẽ vì gần như là không có gì để phòng không nên tác giả video này đã liệt kê ra các loại tên lửa diệt hạm ra để cho cân bằng. Ví dụ như tên lửa Harpoon nhập khẩu từ Mỹ và tên lửa Bahamas nhập khẩu từ Ấn Độ. Vậy khi biết đến những thông tin này, khán giả Philippines đã nói gì thì xin mời mọi người cùng xem tiếp video này nhé. Chính phủ của chúng ta cần nỗ lực tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang Philippines bất kể ai lên nắm quyền, thực hiện đại hóa lực lượng vũ trang Philippines. Phải được tiếp tục, chúng ta nên chuẩn bị cho chiến tranh vì đó thật sự là điều chúng ta đang hướng đến. Khoảng cách giữa Việt Nam và chúng ta là quá xa khi nói về sức mạnh quân sự. Có rất nhiều thiết bị cần thiết quân sự chưa có trong Bộ Quốc phòng của chúng tôi, nhưng nó đã có mặt ở Việt Nam. Hy vọng Philippines cũng có thể sở hữu những loại tên lửa như của Việt Nam. Hy vọng chính phủ sẽ đặc biệt chú trọng vào việc tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang. Cái quái gì thế, chúng ta thật sự đã không thắng ở Việt Nam, dù họ đã trải qua một thời gian dài có chiến tranh, nhưng chúng ta vẫn bị bỏ xa. Chúng ta có lẽ là nước kém phát triển nhất trong toàn bộ các quốc gia châu Á. Dù khó mà chấp nhận nhưng đó là sự thật. Nguyên nhân là do những kẻ bất tài phục vụ đất nước chúng ta, những người ăn và tiêu tiền dành cho quốc gia. Tôi rất tiếc phải nói rằng quá nhiều tiền đang bị lãng phí, bắt đầu từ các thượng nghị sĩ, đại biểu quốc hội, thống đốc, thị trường và nhiều người khác. Chúng ta còn vượt qua cả những nước lớn về số lượng quan chức điều hành đất nước và điều này cần phải chấm dứt. Những người không xứng đáng và vô dụng đang trở thành gánh nặng cho nhân dân. Chúng ta không thể so sánh Philippines với các quốc gia khác vì họ có nhiều vũ khí hơn. Điều quan trọng là chúng ta có vũ khí. Vì Tổng thống không muốn chúng ta tham gia vào chiến tranh nên muốn Philippines giữ thái độ trung lập. Hóa ra cả hai nước đều là người dùng Spider từ Israel. Ước gì chúng ta cũng có một chiếc S-300 giống như của Việt Nam. Vấn đề duy nhất của chúng ta là đại ca Mỹ sẽ ghen tị. Giống như Việt Nam, Philippines rất cần nhiều hệ thống tên lửa đất đối không và hệ thống tên lửa chống hạm vì mối đe dọa như Trung Quốc đã xuất hiện ngoài khơi đất nước. Hóa ra khoảng cách giữa Việt Nam và Philippines về mặt quân sự là rất lớn, nhưng khoảng cách giữa Philippines và Việt Nam có lẽ cũng lớn. Thật tuyệt vời khi là đồng minh của bạn. Vì nếu là Mỹ, họ chỉ bán vũ khí cho những quốc gia thật sự mạnh và có khả năng, không giống như Nga, không có sự phân biệt. Vì vậy, nếu nhìn vào Việt Nam thật sự mạnh hơn Philippines, dù Philippines là đồng minh của Mỹ. Trước đây Việt Nam là một quốc gia nghèo nhưng giờ đây họ đang dẫn đầu ở Đông Nam Á vì các chính trị gia của họ không còn tham nhũng nữa, không giống như ở Philippines, nơi chính trị gia tham ô ngân sách của quốc gia, khiến danh sách dành cho quốc phòng của AFP gần như không còn. Đừng so sánh nữa, đừng tự kiêu, hỡi các đồng bào, người Philippines từng coi thường người Việt Nam, hãy thừa nhận điều đó, còn bây giờ thì sao? Ở Đông Nam Á chỉ có hai quốc gia có thể sở hữu tên lửa đạn đạo mà không bị cấm là Việt Nam và Myanmar. Dù Philippines có tiền cũng không thể mua tên lửa đạn đạo, nếu mua bạn sẽ bị trừng phạt. Các tên lửa của Việt Nam cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân cho mục đích cuối cùng. Loại vũ khí này không thể mua được bằng tiền do các lệnh trừng phạt. Đúng vậy, có những quan chức trong nước chỉ uống cà phê mà đã tốn đến 20.000 peso, đó mới chỉ là cà phê thôi, vì họ uống ở khách sạn 5 sao, thêm vào đó là những quan chức tham nhũng. Vậy nên đất nước ta không bị tụt hậu mới lạ, có lẽ chúng ta chỉ hơn mỗi Lào khi nói đến quốc phòng. Nếu Lào không suy yếu, có lẽ họ cũng sẽ vượt qua chúng ta.
Nếu chúng ta thật sự nghiêm túc trong việc củng cố sức mạnh quân đội của mình thì đừng nên do dự về việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Thật sự thì chúng ta đã bị bỏ lại phía sau so với các nước láng giềng như Việt Nam. Ngân sách của Việt Nam gần như tương đương với Philippines, nhưng thật sự thì các sản phẩm sản xuất ở Nga rẻ hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng. Cả MiG-29, máy bay chiến đấu đa năng đều là sản phẩm của Nga. Philippines nên áp dụng chiến lược hỗn hợp giống như không quân Ấn Độ. Họ có tên lửa sản xuất ở Nga và cũng có sản phẩm của Mỹ. Nếu ngân sách của chúng ta hạn chế, Philippines nên chọn các sản phẩm của Nga như chiến lược của Việt Nam. Không có cách nào vì Mỹ cấm chúng ta mua các loại đó. Theo tôi, các máy bay Sukhoi cũng không phải là xấu. Nhưng hiện tại, khi ngân sách còn hạn chế, có thể chỉ nên chọn những loại đó trước. Người ta nói rằng Bộ Quốc phòng sẽ mua máy bay Gripen, nhưng có vẻ như cũng không chắc chắn. Nếu không có sự tham nhũng trong các cơ quan lãnh đạo của đất nước chúng ta, tình hình quốc phòng của chúng ta đã tốt hơn nhiều. Việt Nam có diện tích gần bằng chúng ta, nhưng sự tiến bộ của quốc gia họ thật đáng ngưỡng mộ. Mặc dù họ cũng đã trải qua chiến tranh, họ đang nhanh chóng phục hồi sau những thảm họa xảy ra với đất nước. Hệ thống phòng thủ của Việt Nam thật sự quá mạnh. Philippines đã bị bỏ xa bởi Việt Nam, thật đáng tiếc cho Philippines khi bị tụt lại phía sau. Khi nào Quốc hội và Thượng viện mới có thể nhận thức được và nghĩ đến việc tăng cường lực lượng vũ trang hơn nữa? Có sự sai lầm trong việc mua sắm tài sản quân sự của Philippines. Đôi khi mua sắm chúng ta nghĩ rằng là đủ, nhưng cần phải xem xét khả năng đối phó nếu đất nước bị tấn công bằng tên lửa. Trong tầm nhìn thứ ba, tất cả ngân sách nên được đưa đầu tư vào tên lửa phòng không và tên lửa chống tàu để không cho phép tàu chiến và máy bay chiến lược xâm nhập dễ dàng. Đây là sự kết hợp hoàn hảo 60 hệ thống tên lửa phòng không Spider, 30 hệ thống tên lửa BrahMos, thêm 12 hệ thống SAM-BrahMos và 30 hệ thống tên lửa Patriot. Khi có đủ số lượng này thì mới thực sự có thể bảo vệ đất nước. Hy vọng chúng ta sẽ có được những thiết bị này trong tương lai. Sau đó là 600 hệ thống pháo tự hành để phòng thủ ven biển, 600 xe tăng nhẹ, 600 hệ thống phòng không CIYS hoặc thiết bị của Đức, 4.000 phương tiện bọc thép, 1.600 lính bộ binh tên lửa phòng thủ, tàu bảo vệ ven biển, tên lửa chống tàu, tên lửa chống ngầm. 60 đơn vị sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Vậy chúng ta so sánh với các quốc gia khác hoặc với các nước láng giềng, thật sự thì chúng ta không thể theo kịp hoặc vượt lên được. Chúng ta sẽ cũng có thể đạt được điều đó. Hãy nhớ rằng chúng ta mới chỉ bắt đầu quá trình hiện đại hóa, trong khi Việt Nam đã mất nhiều thập kỷ để tăng cường sức mạnh. Việt Nam có kỹ năng và kinh nghiệm vận hành tên lửa rất tốt. Vũ khí của Việt Nam mạnh mẽ như vậy, tại sao Philippines không mua những loại vũ khí và thiết bị phòng thủ tương tự? Kinh tế của hai quốc gia gần như không khác biệt. Dù Việt Nam không quá giàu có nhưng hệ thống phòng thủ của họ rất vững chắc, còn Philippines thì có vấn đề tham nhũng nên việc mua sắm còn lâu mới hoàn tất. Đó là điều khó khăn mà Mỹ muốn gây ra vì Mỹ không muốn các nước đồng minh của mình được củng cố sức mạnh. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó chúng ta bị kẻ thù tấn công và đồng minh khác của Mỹ không thể làm gì. Thực tế là chúng ta nên liên kết với Nga. Các tướng lĩnh có túi tiền sâu và thường thông đồng với các chính trị gia. Vì vậy, tình hình ở Philippines trở nên tồi tệ như hiện nay. Họ ưu tiên lợi ích cá nhân của mình thay vì lợi ích của quốc gia. Đó là điều sai lầm ở Philippines. Khả năng tấn công của hệ thống phóng tên lửa của Việt Nam thật ấn tượng. Hy vọng Philippines có thể có nhiều hệ thống như vậy. Chúng ta thật sự không có gì cả. Các chính quyền trước đây đã bỏ bê quân đội. Vì vậy bây giờ chúng ta đã bị bỏ lại phía sau. Hy vọng rằng từ giờ trở đi, Tổng thống sẽ chú trọng đến quân đội của chúng ta. Thật sự là Việt Nam mạnh mẽ quá, chúng ta còn cách xa, quá xa so với họ. Vũ khí phòng thủ của Việt Nam vượt trội hơn so với Philippines, vì vậy họ cũng là một trong những quân đội mạnh nhất ở châu Á. Hiện tại Việt Nam đang mua hệ thống Su-57, Singapore đã có F-35, Indonesia có 36 chiếc F-15EX và cũng sắp có 6 chiếc Rafale. Chúng ta có nước láng giềng. Chúng ta có nước láng giềng bỏ xa trong khi chúng ta vẫn còn ở tình trạng kém phát triển, thật sự là một vấn đề. Việt Nam có nhiều loại vũ khí phòng thủ khác nhau, tuy nhiên khi xem trong video có thể thấy phần lớn vũ khí của Việt Nam đến từ các quốc gia cộng sản. Philippines có nhiều ước mơ về việc mua sắm thiết bị quân sự, nhưng chỉ có một số ít được thực hiện. Ngay khi gần tới thời điểm xảy ra chiến tranh, chúng ta vẫn chưa mua được, quá chậm trong việc ra quyết định. Hy vọng rằng lần tới khi các tài sản quân sự của Philippines được bổ sung đầy đủ, quân đội của chúng ta sẽ mua các thiết bị quân sự mới nhất và tốt nhất. Bao gồm tên lửa tầm xa nhanh, dù chỉ mua từng chút một cũng được, Philippines thường có xu hướng mua các thiết bị quân sự đã qua sử dụng. Ở Đông Nam Á, Việt Nam đứng đầu về sức mạnh quân sự, Singapore đứng thứ hai.
Thật sự chất lượng vũ khí của lực lượng vũ trang Philippines rất thấp, thật đáng buồn khi nghĩ về điều đó. Nhưng chúng ta cần phải chấp nhận rằng chúng ta là một quốc gia yếu kém, chúng ta là ông lão của châu Á. Luật pháp của Việt Nam như thế nào mà phần lớn vũ khí của họ đến từ các nước cộng sản? Mong tác giả làm vlog giải thích vì sao tất cả vũ khí của Việt Nam đều có các nguồn gốc từ các nước cộng sản. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những bình luận của dân mạng Philippines. Mọi người nghĩ sao về các suy nghĩ của họ? Hãy để lại ý kiến của bạn ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.